Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Sau cái buổi live stream đầu tiên về cái việc chiến lược tích sản cổ phiếu sao cho hiệu quả thì chúng tôi nhận được rất nhiều những comment, những yêu cầu của quý vị và các bạn nói về việc các cái tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu như thế nào để tích sản hiệu quả. Thì hôm nay tôi sẽ thay mặt AZFIN Việt Nam trình bày đến quý vị và các bạn cái chủ đề tích sản cổ phiếu, bí quyết lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư lâu dài. Nội dung của tôi hôm nay gồm có 5 phần chính như sau. Phần thứ nhất là những ngành phù hợp với đầu tư tích sản là những ngành nào. Phần thứ hai là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu định tính ra sao. Phần thứ ba là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu định lượng thì sẽ như thế nào. Phần thứ tư là yếu tố định giá và quản trị công ty trong việc lựa chọn cổ phiếu tích sản. Và cuối cùng đưa ra kết luận. Thì sau đây chúng ta sẽ vào chi tiết từng phần một. Phần đầu tiên là những ngành phù hợp với đầu tư tích sản. Thì đây là một lựa chọn rất quan trọng trong việc đầu tư tích sản. Bởi vì đầu tư tích sản là theo để lâu dài. Và doanh nghiệp thì hoạt động trong ngành. Ngành chính là môi trường của doanh nghiệp. Bởi thế, cho nên chúng ta cần phải lựa chọn những cái ngành có xu hướng phát triển mạnh, tốt trong tương lai. Thì kể cả những cái cơ hội chúng ta chọn không phải quá xuất sắc thì nó cũng vẫn sẽ mang được những cái hiệu quả nhất định cho quý vị và các bạn. Đối với chúng tôi thì đưa ra các cái tiêu chí như sau. Một, ngành có tiềm năng, xu hướng tăng trưởng mạnh và bền vững trong tương lai. Tất nhiên có thể loại trừ một số cái ngành mà không cần tăng trưởng nhưng các doanh nghiệp ở đấy rất bền vững và hiệu quả cũng được. Tuy nhiên, đa phần chúng ta vẫn phải tập trung vào một ngành có tăng trưởng mạnh và bền vững trong tương lai thì chúng ta mới có thể kỳ vọng được những cái lợi nhuận cao đối với những cái ngành này và các doanh nghiệp ở trong ngành này. Thứ hai là ngành phải có cạnh tranh nội bộ vừa phải. Thì điều này góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp ở trong ngành này được phát triển tốt và có hiệu quả kinh doanh cao. Có những ngành tăng trưởng mạnh, bền vững trong tương lai nhưng mà các doanh nghiệp trong đấy đánh đấm nhau ầm ầm và mọi người không thu được gì cả. Ví dụ như ngành bảo hiểm chẳng hạn, về cơ bản các doanh nghiệp doanh thu tăng rất mạnh nhưng mà lợi nhuận của họ rất khó tăng qua các năm. Và nhà đầu tư gần như họ không được gì đáng kể đối với các doanh nghiệp bảo hiểm như vậy. Thứ ba là ngành có thể được chính phủ và xã hội ủng hộ. Ví dụ như những cái ngành công nghiệp bẩn chẳng hạn thì về cơ bản là lâu dài là bị xã hội tẩy chay. Thế do đó nó cũng có thể không bền vững trong cái việc giúp cho chúng ta yên tâm nắm giữ lâu dài. Rồi thứ tư là chúng tôi liệt kê ở đây ra một vài ngành mà có thể đáp ứng được những cái tiêu chí trên. Ví dụ như công nghệ, bán lẻ, bảo hiểm, tài chính, giáo dục, tiện ích, bất động sản. Thì trong đó gồm có phát triển bất động sản nhà ở đô thị hay là một cái mảng khác nữa đó là bất động sản khu công nghiệp cũng rất phát triển. Và khi phân tích yếu tố ngành thì quý vị và các bạn nhớ đến cái mô hình Firefox ở trên đây chúng tôi đưa ra. Đầu tiên là phân tích các đối thủ cạnh tranh trong ngành có khốc liệt hay không. Sau đó đến phân tích các đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường có nhiều hay không. Rồi là quyền thương lượng của người mua ra sao. Rồi là nguy cơ có cái sản phẩm nào thay thế sản phẩm của ngành này, doanh nghiệp này hay không. Rồi là quyền thương lượng của nhà cung ứng có lớn hay không. Thì đấy là những cái yếu tố chúng ta cần phải nghiên cứu ngành trong cái việc lựa chọn cổ phiếu để có thể tích sản một cách lâu dài. Và phần thứ hai đó là cơ sở để tạo ra một cổ phiếu tuyệt vời như chúng tôi nói ở đây ạ. Chúng tôi sẽ chia sẻ dần sau ạ. Tiếp theo, tiêu chí chúng ta lựa chọn cổ phiếu định tính gồm những tiêu chí nào? Thì tiêu chí đầu tiên trong cái việc lựa chọn định tính này là sở hữu tài sản vô hình có giá trị lâu dài và bền vững. Thì các tài sản vô hình bao gồm nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc giấy phép của chính phủ. Những thứ này đã in sâu vào tâm trí người dùng, rồi là khẳng định được uy tín của doanh nghiệp và đóng góp giảm bớt sự cạnh tranh từ các đối thủ. Đặc biệt là trong những ngành nghề nào mà rào cản gia nhập ngành được quy định một cách khá chặt chẽ thì các đối thủ sẽ rất khó có thể tham gia nhập vào. Ví dụ ở đây là Starbucks chẳng hạn, nhờ có thương hiệu tốt, đúng không ạ?
Starbucks bán một cốc cà phê có giá có thể cao gấp đôi so với các cái nhãn khác, ví dụ như là Highland Coffee hay The Coffee House. Trong khi cái nguyên liệu để tạo ra một cốc cà phê của Starbucks có thể nó chỉ tương đương với Highland Coffee hay là chưa tương đương với The Coffee House thôi. Còn nếu so với quán cà phê cóc chứ gì, thì cà phê của Highland Coffee rõ ràng đắt gấp 4, gấp 5 lần, thậm chí cao hơn cơ. Là bởi vì nó có thương hiệu rất mạnh mẽ. Quý vị hãy thử tưởng tượng một chị em nào đó, đúng không ạ, mặc váy đỏ, đi giày bỏ, đeo kính gọi là thời trang, kính dâm thời trang sành điệu, và tay xách trên tay của mình một cốc Starbucks đi dạo bước trên vỉa hè xem. Đó là một hình tượng của một người phụ nữ hiện đại, thành đạt. Và đó cũng chính là cái tâm lý mà Starbucks muốn đánh vào đối với đối tượng khách hàng của mình. Thông qua cái logo của Starbucks, đó là một nữ hoàng. Khách hoàng đến với công ty này như một nữ hoàng. Hay ở Việt Nam có những cái nhãn hiệu cũng rất mạnh, đúng không ạ? Ví dụ như Vinhome, nhà của Vinhome cùng vị trí, cùng chất lượng, tất nhiên giá sẽ cao hơn so với những cái đối thủ khác ở trong cùng cái ngành này. Hay là trong cái lĩnh vực quần áo, thời trang cũng vậy. Đấy là một điều rõ thấy nhất, đúng không ạ? Hay là trong lĩnh vực trang sức cũng có. Trang sức của P&G bán sẽ cao hơn so với trang sức của các cái cửa hàng nhỏ lẻ hay các cái chuỗi nhỏ hơn, đúng không ạ? Thì đấy là yếu tố đầu tiên trong các cái tiêu chí định tính mà chúng tôi đưa ra, đó là sở hữu tài sản vô hình có giá trị lâu dài. Thì yếu tố định tính thứ hai đó là lợi nhuận thuế nhờ chi phí thấp. Thì những công ty có khả năng cung cấp các cái loại hàng hóa dịch vụ giá vốn thấp thì sẽ có lợi thế lớn hơn, vì họ có thể giết chết đối thủ bằng cách giảm giá bán. Mặt khác, họ có thể bán sản phẩm hoặc dịch vụ tại mức giá tương đương đối thủ nhưng đạt được lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Ví dụ Hòa Phát. Hòa Phát có cái lợi thế sản xuất thép giá rất rẻ, rẻ hơn đối thủ khác khoảng 10%. Thế do đó khi mà lợi nhuận gộp của đối thủ được 10% thì của Hòa Phát đã là 20%. Khi lợi nhuận gộp của đối thủ về không hoặc lỗ thì Hòa Phát vẫn duy trì 10% rất tốt. Hay một trường hợp kinh điển thứ hai đó là Vinamilk. Đúng không ạ? Vinamilk bán một lít sữa thì thường lãi khoảng 40-50% là biên lợi nhuận gộp. Tức là bán ra 100 đồng thì lãi 45-50 đồng. Trong khi các hãng sữa khác phổ thông đâu đó khoảng 20% mà thôi. Đó, như vậy có thể thấy rằng là cái chi phí thấp này nó mang lại những cái lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Ví dụ trường hợp Vinamilk chẳng hạn, nó bán 50.000 tỷ doanh thu một năm. Như vậy khi nó quảng cáo ở trên truyền hình cùng thì thời lượng đó, chi phí cũng bằng những cái thằng mà có khi doanh thu chỉ 3.000 tỷ một năm. Như vậy cùng cái chi phí đó bổ ra sản phẩm rõ ràng là của Vinamilk rẻ hơn rất nhiều, làm giảm giá vốn, đúng không ạ? Hay là một nhà máy của Vinamilk thì hoạt động với cái công suất nó gấp chục lần so với nhà máy khác, cùng thì phục vụ một vùng, do Vinamilk thị phần quá lớn rồi. Hay là cùng thì một chuyến xe chở sữa của Vinamilk có khi họ chỉ đi vòng quanh một phường là họ có thể chuyển hết cái số đó, thì chi phí vận chuyển rất thấp. Nhưng các đối thủ khác thì có khi cùng một xe sữa họ phải chở quanh cả một thành phố may ra mới hết, thế thì chi phí nó nhiều hơn rất nhiều. Giờ là một nhà máy sản xuất 10 triệu lít sữa hay là 100 triệu lít sữa thì vẫn mất một ông giám đốc, vẫn một ông quản đốc. Giờ là khi Vinamilk đưa sản phẩm của mình vào siêu thị chẳng hạn, do vị thế Vinamilk quá lớn, một siêu thị lớn mà có bán sữa mà không có sữa Vinamilk thì không phải là bán sữa. Thế do đó họ sẽ chiết khấu cho các siêu thị, cho các nhà cung cấp thấp hơn so với đối thủ. Thế như vậy là giá vốn họ đã thấp hơn rất nhiều, chi phí nó thấp hơn rất nhiều, dẫn đến lợi nhuận rất cao. Tiêu chí thứ ba mà chúng ta đánh giá ở đây trong cái việc các tiêu chí định tính, đó là rào cản chuyển đổi sang với cái sản phẩm của đối thủ đó có lớn hay không. Thì là những, đó chính là những bất tiện, là những rủi ro lớn hoặc chi phí mà khách hàng phải bỏ ra một lần rất lớn để thay đổi cái sản phẩm này sang sản phẩm của đối thủ. Doanh nghiệp nào có được những cái kết cấu sản phẩm như vậy thì sẽ có lợi thế rất bền vững và thu được lợi ích lâu dài. Đó, nếu khách hàng chuyển đổi thì phải đối mặt với cái chi phí chuyển đổi sang đối thủ rất cao. Thường không thay đổi mà nhà cung cấp, trừ phi là những cái gì đó nó quá bất tiện, quá ức chế thì người ta mới sẵn sàng chuyển đổi. Thì ví dụ như là Windows của Microsoft chẳng hạn. Quý vị và các bạn đang dùng máy tính thông thường chẳng hạn, không phải MacBook, thì quý vị đang dùng Windows
hệ điều hành Windows, quý vị liệu có chuyển đổi sang một cái hệ điều hành khác hay không? Khi chuyển đổi thì rất là khó, bởi vì về cơ bản các cái sản phẩm, các cái phần mềm người ta viết để tích hợp cho Windows nhiều hơn so với các đối thủ khác. Chính vì thế cho nên khi chuyển sang đối thủ khác, quý vị và các bạn phải trả giá rất lớn, đúng không ạ? Thì đây là một cái chi phí chuyển đổi rất cao. Hay là Apple nó cũng có một cái mạng lưới khép kín rất tốt, và người ta không dễ gì mà đang dùng hệ thống của Apple lại chuyển sang một đối thủ khác như Samsung chẳng hạn. Ví dụ bạn dùng Apple Watch, đúng không ạ? Bạn dùng MacBook, bạn dùng iPhone, bạn lại dùng iCloud và dùng rất nhiều các cái tiện ích để các bạn lưu trữ tài liệu trên đó chẳng hạn. Thì không dễ gì bạn có thể thay thế một chiếc điện thoại iPhone bằng một chiếc Samsung, cho dù có khi người ta cho không bạn cũng chưa chắc bạn đã dùng. Bởi vì dùng iPhone, bạn có thể đến bất kỳ nơi nào bạn truy cập vào tài liệu của bạn ở trên iCloud, trên các cái hệ thống mà iPhone tạo ra, mà Apple tạo ra, đúng không? Hay là bạn up tài liệu từ iPhone thì bạn dùng MacBook bạn cũng có thể vào, đúng không? Vân vân, rất nhiều thứ. Thì ở Việt Nam cũng có một công ty rất nổi tiếng, đó là công ty phần mềm kế toán Misa chẳng hạn. Khi công ty của bạn sử dụng cái phần mềm của kế toán Misa thì để yêu cầu bạn thay đổi sang một đối thủ khác thì thực sự là một điều không hề đơn giản. Bởi vì khi thay đổi cả cái hệ thống kế toán đi, quả thực là rất phức tạp, rất phức tạp. Hay là khi các cái ngân hàng, các doanh nghiệp dùng phần mềm do một bên công ty nào đó thiết kế chẳng hạn. Đó, mà khi chuyển đổi sang đối thủ khác thì về cơ bản ngoài việc họ phải đập đi hoàn toàn thì nó mới khả thi nhiều. Còn nếu mà lại lôi đối thủ khác đến để có thể xây dựng lại trên cái cơ sở đó thì nó rất khó và rất phức tạp, đúng không ạ? Thì đấy là cái rào cản chuyển đổi sản phẩm sang đối thủ, một lợi thế cạnh tranh cũng rất tốt nếu một doanh nghiệp có. Tiếp theo là tiêu chí lựa chọn định tính thứ tư, đó là giá trị cộng hưởng. Điều này xảy ra khi giá trị của một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể làm tăng lợi ích cho người dùng mới và người dùng hiện tại. Khi có càng nhiều người sử dụng hàng hóa hay dịch vụ đó nhiều hơn, nói tóm lại bạn càng sử dụng nhiều bạn càng thu được nhiều lợi ích hơn, đúng không ạ? Và nhiều tiện ích trong hệ sinh thái của doanh nghiệp được xây dựng thường tạo ra một vòng tròn trực quan cho phép các doanh nghiệp ngày càng mạnh hơn, ngày càng mạnh hơn. Tôi lấy ví dụ ở Facebook, bạn post một cái ảnh rất là xinh đẹp của mình ở trên Facebook, hay bạn post một cái ảnh, một cái câu quote caption của mình rất hay trên Facebook, có khi bạn nhận được cả 100 like, 200 like, thậm chí cả ngàn like. Nhưng nếu bạn nhảy sang một cái mạng xã hội khác, có khi bạn chỉ được 5-7 like. Như vậy là rõ ràng là bạn cảm thấy rất là thiệt hơn, đúng không ạ? Đó. Và khi bạn càng dùng nhiều Facebook, càng tương tác nhiều, bạn bè càng nhiều, họ lại like càng nhiều, đúng không ạ? Thế do đó không dễ gì bạn có thể bỏ Facebook sang một cái mạng xã hội khác tương tự chẳng hạn, đúng không ạ? Đó. Rồi hay là khi bạn có điều kiện, bạn này vào ở cùng một cái quần thể của Vinhome, tận hưởng mọi dịch vụ trong đó, đúng không ạ? Từ các cái tiện ích sống đến gọi là trung tâm mua sắm, giải trí, vui chơi, trường học, bệnh viện, vân vân. Thì trừ khi bạn kinh tế yếu đi rất nhiều hay một lý do gì đó bất khả kháng thì bạn sẽ chuyển sang một cái đơn vị bất động sản khác thôi. Còn không là bạn sẽ bị gắn chặt mình vào với cái hệ sinh thái của Vinhome, đúng không ạ? Thế do đó đây là một cái lợi thế cạnh tranh cũng rất mạnh. Và cuối cùng, cái lợi thế cạnh tranh một doanh nghiệp rất tốt có thể có, đó chính là lợi thế về gọi là quy mô ngành hiệu quả. Quy mô ngành hiệu quả thì xảy ra khi một ngành hoặc một thị trường mà ở đó giới hạn phải đạt được một quy mô nhất định mới có lợi nhuận. Và khi có một hoặc một vài doanh nghiệp đã chiếm lĩnh rồi thì về cơ bản không còn xuất cho đối thủ tiếp theo. Ở Việt Nam ví dụ rất cụ thể đó là các cái nhà mạng viễn thông, ví dụ như Viettel, Vina và Mobi chẳng hạn, họ đã hình thành thế chân vàng và họ đã hoạt động với cái hiệu quả rất cao rồi, thì gần như không có một đối thủ nào có thể chen chân vào được. Nếu họ chen chân vào, chi phí sẽ rất cao và lại còn thậm chí không thu được gì cả. Hay là ở Việt Nam có rất nhiều các cái doanh nghiệp, ví dụ về nước chẳng hạn như VAV, BWE, rồi là DNW, tức là công ty nước Đồng Nai, Bình Dương, đúng không ạ? Đó. Hay là ví dụ như là các cái hãng tàu sắt rất nổi tiếng trên thế giới,
họ khi họ có một đường dây chạy rồi thì không có một đối thủ thứ hai xây đường dây bên cạnh. Rồi những công ty cấp nước này họ đã chiếm lĩnh địa bàn rồi thì không có một công ty cấp nước thứ hai nào đó dám xây một đường ống chen chân vào đấy để bán nước cả. Thế do đó các doanh nghiệp trong đây hiệu quả rất ổn định và bền vững. Tiếp theo, về cái tiêu chí lựa chọn về định lượng đối với cổ phiếu thì chúng tôi đưa ra hai tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên đó là biên lợi nhuận gộp. Thì biên lợi nhuận gộp được tính bằng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu. Thì biên lợi nhuận gộp chỉ số này cao cho biết doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Bởi vì phần lớn doanh nghiệp chỉ có được lợi nhuận gộp cao khi có một hoặc hơn một đặc điểm sau. A. Có sức mạnh với khách hàng, do đó bán được giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như lúc nãy tôi có lấy trường hợp, ví dụ Starbucks chẳng hạn, họ bán cao hơn rất nhiều. Họ có biên lợi nhuận gộp cao hơn. Đúng không ạ? Hay là B. Sức mạnh đàm phán với nhà cung cấp công nghệ hiện đại để đạt được cái chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Ví dụ trong ngành ngân hàng của Techcombank, họ ứng dụng công nghệ và rất hiện đại, rất tốt. Họ có tập khách hàng để tiền không kỳ hạn rất nhiều, do đó giá vốn của họ đâu đó thấp thứ hai ở Việt Nam, chỉ hơn 3,3%, trong khi trung bình là 4,5-5%. Thế khi đó giá vốn thấp hơn, họ chỉ cần cho vay bằng đối thủ là họ đã có lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Hay một cái trường hợp khác, ví dụ như là Thế Giới Di Động, họ nhập hàng cao gấp 5, gấp 7, thậm chí gấp 10 đến 100 lần so với những đối thủ phía sau. Thế do đó rõ ràng là họ nhập hàng và họ được chiết khấu cao hơn rất nhiều và được hưởng rất nhiều các cái chính sách ưu đãi về thanh toán. Do đó làm cái biên lợi nhuận gộp của họ cao. Đúng không ạ? Hay tôi ví dụ ở đây thêm đó là Hòa Phát chẳng hạn. Có biên lợi nhuận gộp cao hơn đối thủ những 10%. Hay MWG như vừa nói, cao hơn FRT những 2 lần, hơn 2 lần cơ. Và tiêu chí thứ hai trong cái việc lựa chọn cổ phiếu tích sản, tiêu chí định lượng về ROE và ROIC. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE. Thì lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp phải phát huy được tác dụng và chỉ thực sự làm giàu cho nhà đầu tư khi và chỉ khi thể hiện được hiệu quả sinh lời trên đồng vốn đầu tư hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt mức cao hơn thông thường. Ví dụ ROE của Apple năm 2020 lên 80%. Chú ý vị hãy tưởng tượng lãi suất đô la ở Mỹ chỉ 1-2% mà ROE của Apple là 80%. Hay Vinamilk ở Việt Nam rất khủng khiếp 40%, Thế Giới Di Động 40%, Vietcombank đứng nhất nhì ngành ngân hàng khoảng 23%, FPT khoảng 25%. Đó, và chỉ những cái doanh nghiệp có bền lợi thế cạnh tranh bền vững như thế này thì nó mới có được những cái hiệu quả sinh lời cao như thế. Tiếp theo, cái yếu tố định giá và quản trị công ty. Thì một doanh nghiệp tốt thì cần phải nhiều yếu tố, và định giá và quản trị công ty là hai yếu tố rất quan trọng phải tính đến. Về định giá thì có rất nhiều phương pháp định giá. Nói tóm lại, giá cổ phiếu rẻ hơn so với giá trị nội tại, giá trị thực của nó. Một khoảng nhất định thì chúng ta có biên an toàn đó, và khi đó chúng ta hãy mua tích sản, nhặt tích sản, và chúng ta sẽ đạt được mức lợi nhuận cao hơn so với mức lợi nhuận của thị trường một cách bền vững và rất lâu dài. Thì các phương pháp định giá quý vị có thể biết gồm phương pháp định giá theo PE lịch sử, theo PB lịch sử, theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, hay định giá theo phương pháp chiết khấu cổ tức, hay định giá theo phương pháp giá trị, định giá lại giá trị tài sản dòng, hay là định giá theo phương pháp gọi là capitalization method, hay định giá theo phương pháp EV trên EBITDA và một số phương pháp khác nữa. Còn về yếu tố liên quan đến quản trị công ty, hay tôi gọi là chất lượng quản trị điều hành ấy, gồm 6 yếu tố. Một, lãnh đạo có chính trực thẳng thắn không? Hai, có ham học hỏi và ứng dụng công nghệ không? Ba, hành động vì quyền lợi của khách hàng và cổ đông không? Bốn, phân bổ và sử dụng vốn có hợp lý không? Năm, xây dựng văn hóa doanh nghiệp có rõ ràng, nhất quán và hiệu quả không? Có thực thi cái văn hóa hay không, hay chỉ nêu ra cho nó vui cho có? Và thứ sáu là có luôn tối đa hiệu quả và giảm chi phí cho công ty hay không? Thì khi một doanh nghiệp đáp ứng tất cả các yếu tố trên thì nó sẽ là một doanh nghiệp có yếu tố quản trị công ty rất tốt. Và tôi xin tóm tắt lại nội dung buổi hôm nay như sau: một cơ hội đầu tư
logistics sản tuyệt vời là khi một, nó có lợi thế cạnh tranh, hai, nó có quản trị công ty tốt, ba là nó có định giá hấp dẫn, thì lúc đó mới tạo ra một cơ hội mua tích sản mang lại lợi nhuận có thể kỳ vọng gấp 2, gấp 3, thậm chí cao hơn so với gửi lãi ngân hàng đó. Và sau một thời gian dài, ví dụ 10, 20 năm, thì quý vị sẽ có những cái mức lợi nhuận, mức tài sản nó gấp cả mấy chục lần so với gửi ngân hàng, là một chuyện hết sức bình thường đó. Thì trên đây là tôi đã trao đổi với quý vị và các bạn về cái việc lựa chọn cổ phiếu cho việc đầu tư tích sản lâu dài. Nếu quý vị và các bạn quan tâm sâu hơn đến từng các yếu tố trên, thì quý vị và các bạn có thể comment hoặc liên hệ với hotline của chúng tôi để biết thêm các cái thông tin. Cũng như là nếu quý vị và các bạn muốn tự mình phân tích đánh giá được doanh nghiệp một cách hoàn hảo, thì hãy liên hệ với số hotline để có thể nhận được thông tin những cái khóa học mà chỉ có EZFIN Việt Nam có. Chúc quý vị và các bạn đầu tư tích sản thành công và đạt được tự do tài chính sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.